Bình Tĩnh Cà Mau. Rồi mấy cái rừng tràm ở Đồng Tháp nè, rừng tràm ở dưới này nè, rồi beo cọp ở dưới cũng khó nhiễm. Lên trên này tính chiếm địa bàn, trên này bị mấy trên này nó quýnh, nó chạy về dưới có khi bỏ sát dọc đường quýnh cái ông mung, còn mung cậu đen, cậu đen rằng quýnh chết. Nhiều lắm nha, rồi một con rít nữa, cái con rít đó, cái càng nó hai bên cái càng nó vậy nè, một bên thôi mình xòe tay cái vậy nè, một bên thôi là mình văng tay về vậy. Nó cũng ở núi Bà Đội Ôm luôn hả chú? Cũng chở trong hang, bò và bò đua của người ta biết, con bò đua bự rồi, mà ông quất lần hai con. Trời ơi. Ăn lại hai con bò rít, ăn hai con bò đua, nhưng mà núi cấm này đặc biệt không ăn người. Còn bên núi bà ăn à, thú bên núi bà ăn à, cọp bên núi bà ăn à, rồi à. Sao mà bên thú ở bên núi Bà Đội Ôm mà giữ mà là thú bên núi cấm lại hiền hay chắc thú tu hả chú? Núi cấm mình có chủ, người tu. Dạ. Mà con nào mà không chịu tu thì về bển ở. Dạ. Có thân thế già hoàng nè. Cọp bên núi, núi mà bà đó ra sóc á, đi bắt heo, bắt bò người ta ăn. Người ta ra ta nói là mà cọp bên núi cấm hung quá, mà nó bắt bên đây nó ra nó bắt rồi nó không có đem về núi bà nó ăn, mà nó đem qua chân núi cấm nó ăn. Trời ơi ác vậy. Rồi bắt đầu mấy người ta bỏ xương rồi lại á, người ta phát hiện, ta nói cọp núi cấm mà ăn người vậy, ăn bắt thú heo đồ người ta bò ra ăn ha. Dạ. Mấy ông bên này cũng giận quá, không lập hàng rào dưới chân núi cấm á. Mấy anh này bên bển vừa dạng dạng qua tới là ông anh này bên này quýnh liền, quấn đuổi về bên này bển liền. À, thú bên này ha. Chia ranh rớp đàng hoàng quấn. Nhưng mà đó là thời kỳ bốn mấy mới có. Là ông hổ hay gì chú Tư? Ông hổ. Bạch nhiều hổ luôn hay là hổ dằn, hổ dện? Hổ bạch có. Dạ. Hổ rằng có. Nhưng mà có cái là ở trên núi này mấy ông già bây giờ còn ông nào trên trăm hết rồi. Dạ, là chặn quánh không cho đem xác qua nuôi chưng núi cấm ăn. Không có cho mà mấy ổng lộng hành á. Dạ. Vô mà bắt quánh cũng như bắt kho heo của sóc mày. Ổng vô giật chết luôn. Ổng bỏ xác đó luôn để cho người ta ra tao dòm thấy. À. Của núi bà qua ăn như vậy chứ nó cấm không ăn. Không. Vậy nó giả làm tính qua làm bôi bát phá hoại uy tín hay chứ. Rồi mấy cái rừng tràm ở Đồng Tháp nè, rừng tràm ở dưới này nè, rồi beo cọp ở dưới cũng khó nhiễm. Lên trên này tính chiếm địa bàn, trên này bị mấy trên này nó quýnh, nó chạy về dưới có khi bỏ sát dọc đường là lên núi cấm mình ha. Chiếm địa bàn. Con nghe cởi có chặn quánh mà con cởi là cũng có trên mạng đó, là con Hạm Tinh đó chú Tư. Gì? Con Hạm Tinh nó bị ông Bạch Hổ mình quánh giục xuống dồ Thiên Tế đó chú Tư. Có không chú Tư? Nghe người ta truyền miệng ta cởi cũng truyền lại đó. Ông nó kể lại đó. Dạ, câu chuyện nó đầu đuôi sao chứ. Ông 5-6 tuổi à, mà ông còn nhớ. Yeah. Ông Năm Đức ông nó bây giờ cả trăm rồi. Yeah. Nếu còn sống cả trăm rồi. Yeah. Ông kể hồi 5-6 tuổi ông già ông cổng đi coi. Dạ. Yeah, ông chứng kiến chứng mắt ông thấy ha. Ông coi mà quýnh nhau ấy. Là đầu đuôi câu chuyện nó làm sao rồi, chú Tư? Ông nói thì ở dưới đồng trạm lên nói cho này quýnh mấy ông nhỏ nhỏ thì cũng bị thương tá lả bên hết rồi. Bắt đầu mấy ông này mới ông Bạch này ở bên Tú Tô ấy. Yeah. Tu bên Tú Tô ông qua ông đem ông Bạch về. Ông Bạch cũng về cũng chấn giữ đó, giữ mấy ông này lên tới rồi nó rủ rau đem lên vô đầu phân ranh liền, phân ranh là dọn cỏ khu vực đó rồi chống hết cắn cây chanh rồi dẹt chống sân là như sân vậy đó. Chị, giờ mấy ông quýnh nhau, quýnh cái ông mung cậu đen, cậu đen rằng quýnh chết cái dốc mà bỏ ra đường chứ đâu có dột xíu dốc. Bỏ ra đường cho người ta thấy cọp đen ha. Cọp đen chỗ dốc gió
Dạ dạ đúng rồi. Con bỏ 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 trên đường chỗ dưới đó. Con nghe trên miệng vậy đó. Mình nói là con hạm tinh đó. Vậy chắc là con hổ đen đó chứ tôi. Mấy chú chưa biết bà. Nói là nghe nói tiếng hạm chưa mà biết hạm chưa? Con chưa biết con hạm tinh ra sao luôn. Chưa biết là chưa biết là con sao chú tư con hạm tinh là con sao? Mấy con bò đua á. Con bò đua. Mấy con bò đua bự á, bự dạ, con á. Dạ. Con hạm bị lớn á. Dạ bự dữ hả? Mà cái mặt á lại không phải như cọp mà như mèo mà tròn. Mà dài như bò. Trời ơi. Rừng này mình không có. Rừng Đà Lạt á. Rừng Đà Lạt á. Nghe đèo sông Pha đó biết không? Dạ. Có nghe nói tiếng đèo sông Pha chưa? Dạ có nghe. Kêu cái đèo ngoạn mục á. Dạ. Từ Đà Lạt đi con đường ra Cam Ranh á. Ngay chỗ hai cống mà hai cái đập nước của Pháp hồi xưa mà nó làm một cặp bởi nó lấy trên đỉnh núi mà nó đưa xuống nó làm cái đập La Nhiêm á. Dạ. Hai cống bọng lớn á. Mỗi một cái ống bọng là bằng một chiếc xe tải mình á. Mà một cặp như vậy nó kè nhau từ đỉnh núi xuống. Rồi ở dưới này dốc đứng vậy nè. Mà xe mình chạy cho nó lòn 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 vậy. Kêu bằng đèo ngoạn mục á biết không. Xảy tay là nó lăn xuống dưới là không còn lụm được gì hết trơn á. Đó. Ở dưới dốc đó là có hạm thôi. Bậy luôn. Xe du lịch, xe lính, xe gì không biết. Khi mà lọt xuống dưới rồi chạy là xuống dưới thì chỉ lụm được xác xe lên thôi chứ còn người không có dạ con. Ăn nó tha đi hết rồi. À, ăn thịt hết chứ. Ờ nó tha đi hết rồi hạm mà. Người ta nói ăn như hạm. Mặt nó dài. Đính ở trước của Mỹ ấy, mà nó gác nó để nó giữ cái đập đó đấy. Dạ. Người miên mà. Người thượng mình á, người miên á. Nó gác theo vậy, đập theo cái đường nước đó, nó bảo vệ cái đường đập ống á. Nó ở theo cái đèo á. Là nó cầm súng mà nó không dám bắn á. Nó không có dám bắn. Nói mà trên đó mà không có dám nổ súng tầm bậy. Trên đèo đó không có dám nổ súng tầm bậy. Ít có ai dám đi. Chỉ có mấy xe tải mà nó kéo, nó chở qua cái thông. Thông mà thời kỳ ông Thiệu mà ông cưa mà ông xuất khẩu cho Mỹ. Nó đổ bãi biển Cam Ranh là nó kéo vào Mỹ. Là chỉ có xe tải nó chạy thường thôi. Với xe lính. Xe lính. Yeah. Xe của lính. Nó đi thôi. Rồi đứng vô. Mình để cái bánh xe cho. Sư cô ở trên cái mua xe đấy. Yeah. Mà quên câu lò tối lại. Nó chạy cái nó nghiêng dốc nha. Cái từ 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 nó tuột xuống, nó rớt xuống lộ. Tính đi ngừng cái xe lại rồi. Xuống ở chỗ im im mới ngừng được nha. Nó có cua lên hai chiếc qua lại này không có chỗ. Phải muốn qua lại phải có bóp càng rồi phải kiếm cái chỗ qua lại. Không phải tự nhiên mà qua lại được. Anh lên cũng vậy. Bóp kèo vào trên kia anh nghe tiếng kèo của tôi làm cho đầu dốc chển á. Là anh ngay trong cái cua này là anh đậu liền nha. Chờ tôi xuống rồi anh mới được lên. Chứ gặp nhau nửa chừng là không có xe xuống, không chạy tới được, chạy lên thì được chứ cái đường á chỉ có một chiếc xe thôi. Hai chiếc xe là nó phải lọt liền.